Sau 1 năm tuổi, Range Rover Trung Quốc BAIC Q7 xuống giá rẻ ngang Toyota Vios đập hộp. BAIC Q7 là mẫu SUV của công ty Trung Quốc có tên Change Automobile. Tại Việt Nam, mẫu xe gây được nhiều sự chú ý với thiết kế được học hỏi từ Range Rover. Tuy vậy, doanh số của BAIC Q7 không ấn tượng bằng người anh em do tay Z8. Do vậy, giá bán lại của những chiếc Q7 tới nay chỉ ngang những mẫu sedan hạng B như Toyota Vios hay Hyundai Accent. Chiếc BAIC Q7 xuất hiện trong bài viết được đăng ký vào tháng 3 năm 2019. Mức ODO của xe đến nay mới chỉ dừng ở khoảng 17.000 km. BAIC Q7 sở hữu kích thước dài rộng cao lần lượt là 4.655, 1.855, 1.720mm, trục cơ sở đạt 2.670mm. Ngoại hình của BAIC Q7 học hỏi khá nhiều từ mẫu Range Rover Sport. Cụm lưới tản nhiệt hình dây xích mạ rôm sáng bóng. Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn pha xenon kết hợp với LED định vị ban ngày. Mâm xe trang bị loại 18 inch, 5 chấu. Phía sau, cụm đèn hậu được nối liền bằng dải LED gây nhiều liên tưởng đến những mẫu xe Porsche hay Audi. BAIC Q7 sử dụng động cơ của Mitsubishi, dung tích 1.5 lít, tăng áp, kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT sản sinh công suất 150 mã lực và mô men xoắn 210 Nm. Sức mạnh trên có phần bị lép vế hơn so với người đồng hương do tay Z8, 190 mã lực, 250 Nm mô men xoắn. Khoang nội thất của chiếc BAIC Q7 vẫn trong tình trạng tốt sau quãng đường 17.000 km. Tổng quan, có thể thấy khoang lái của BAIC Q7 lấy ý tưởng từ rất nhiều hãng xe sang, như vô lăng giống với Range Rover, màn hình đặt dọc như Tesla và bệ điều khiển trung tâm có hơi hướng Porsche. Những trang bị an toàn tiêu biểu trên BAIC Q7 2019 có thể kể tới như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử VSC, hệ thống kiểm soát lực kéo TRC, kiểm soát hành trình Cruiser Control, cảm biến trước, sau, camera 360, 6 túi khí. Tuy bị nhiều người đánh giá là vay mượn nhiều đường nét và không tạo nên được chất riêng, nhưng không thể phủ nhận BAIC Q7 sở hữu nhiều công nghệ mà nhiều mẫu xe trong tầm giá hơn 600 triệu chưa có. Chiếc BAIC Q7 2019 đề cập trong bài đang được chào bán với giá 550 triệu đồng, đắt hơn 10 triệu so với mẫu Toyota Vios 1.5e CVT 2020.